Ba đối tượng này cũng vừa bị công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An bắt giữ vì cầm đầu một đường dây đánh bạc quy mô lớn với 15 đối tượng tham gia. Ba phụ nữ cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Thủy và Vũ Thị Lan cùng trú thị xã Hoàng Mai. Công an xác định chỉ 4 tháng gần nhất, các đối tượng sử dụng hơn 200 tỷ đồng để đánh bạc với các hình thức đánh số lô số đề của 15 đối tượng, thu giữ 2 máy tính, 18 điện thoại di động, 15 sổ sách, 20 cáp đề và 1 tỷ 650 triệu đồng tiền mặt.